Cuộc sống của Hương Giang sau biến cố tình cảm. Một lần nữa, Hương Giang lên tiếng khẳng định chuyện tình cảm giữa cô và Đình Tú đã chấm dứt, không thể quay lại như đồn đoán của dư luận. Trong lễ trao giải cánh diều 2021 diễn ra tối ngày 13 tháng 9, Hương Giang được xướng tên ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình. Điều này không nằm ngoài dự đoán của khán giả bởi Hương Giang từng gây ấn tượng mạnh với vai Tuyết trong phim Mùa Hoa Tìm Lại. Thời điểm bộ phim Mùa Hoa Tìm Lại lên sóng, nhân vật Tuyết nhận vô số gạch đá từ khán giả. Tuy nhiên, sự đáng ghét của Tuyết lại chính là thước đo cho sự thành công về diễn xuất của Hương Giang. Chia sẻ với Tiền Phong, Hương Giang khẳng định, khi làm nghệ thuật, tôi xác định có người yêu, kẻ ghét. Việc khán giả khen chỉ là bình thường. Nếu được khen, mình vui và lấy đó làm động lực để cố gắng. Với những ý kiến trái chiều, mình tiếp nhận, phân tích và chọn lọc để hoàn thiện. Hương Giang cho hay khi được xướng tên, cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ ngạc nhiên, bất ngờ đến xúc động và hạnh phúc. Hương Giang nói vì cô không phải diễn viên chuyên nghiệp nên chưa bao giờ dám mơ tới giải thưởng. Đây là phần thưởng tinh thần và sự khích lệ để tôi nỗ lực hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn, diễn viên Hương Giang nói. Nhắc lại về vai Tuyết trong Mùa Hoa Tìm Lại, Hương Giang cho biết cô vẫn chưa quên cảm giác bị khán giả ném đá dữ dội. Thậm chí có người không rạch ròi nhân vật trong phim và đời tư của nghệ sĩ đã vào trang cá nhân của nữ diễn viên để miệt thị và xúc phạm cô. Bên cạnh đó, có nhiều những cảnh quay khiến Hương Giang bầm dập trên phim trường. Tôi vẫn giữ bức ảnh đi gặp bác sĩ sau cảnh bị lệ, diễn viên Thanh Hương tát và xem đó như kỷ niệm, một tai nạn nhớ đời trong nghề diễn. Tuy nhiên, tôi nghĩ tất cả diễn viên đều hy sinh cho nhân vật của mình như vậy. Với nghệ sĩ, danh hiệu không bằng sự ghi nhận của khán giả, Hương Giang chia sẻ. Nói về lý do chưa trở lại màn ảnh từ sau bộ phim Mùa Hoa Tìm Lại, Hương Giang cho biết, sau biến cố chuyện tình cảm với diễn viên Đình Tú, cô mất khoảng thời gian để cân bằng cảm xúc cũng như cuộc sống. Hiện tại, cuộc sống của tôi ổn và tích cực cả về tinh thần lẫn vật chất. Tôi có thêm nhiều bài học kinh nghiệm sống và cố gắng hoàn thiện bản thân, Hương Giang tâm sự. Hương Giang và diễn viên Đình Tú từng có 5 năm gắn bó. Tuy nhiên, khi bộ phim Thương Ngày Nắng Về đang lên sóng, Hương Giang thông báo cả hai đường ai nấy đi. Khán giả cho rằng nguyên nhân tan vỡ là sự xuất hiện của diễn viên Huyền Ly Di nhưng Hương Giang một mực phủ nhận. Chia sẻ với Tiền Phong, diễn viên Hương Giang khẳng định cô và Đình Tú chia tay không liên quan tới người thứ ba cũng như Huyền Ly Di. Mới đây, một số trang tin và mạng xã hội lan truyền hình ảnh Đình Tú và Hương Giang gặp gỡ, cho rằng cả hai đã gương vỡ lại lành và câu chuyện chia tay chỉ là chiêu trò PR cho bộ phim Thương Ngày Nắng Về. Một lần nữa, Hương Giang lên tiếng phủ nhận để tránh sự việc bị đẩy đi quá xa. Theo cô, họ đã chia tay hoàn toàn, khó tái hợp, tôi vốn minh bạch trong chuyện tình cảm. Tôi nghĩ mình nên có sự rõ ràng để khán giả không hiểu lầm và suy đoán. Điều đó cũng tốt cho cả hai và tốt cho những mối quan hệ sau này của tôi, Hương Giang thổ lộ.